Hello mọi người nha. Thì cái sự kiện hôm nọ tôi bảo cho ạc ấy thì đã tìm ra được một người nhá. Kết quả xổ số hôm qua giải đặc biệt là về con 84. Ở đây thì có bạn Khánh Super đã comment là 75 với 84 là đã trúng được một giải nhé. Thì đấy, số 75 với 84 thì có 84 nhá. Anh em vẫn tiếp tục comment nhá, vẫn còn một ạc nữa nhá. Còn một ạc có nhân vật Velos và con và giờ với JBK level 2 với lại M4 quái thú vô hình nữa nha anh em nhé. Thì anh em cứ comment đi, kết quả thì tôi sẽ lại thông báo vào clip ngày mai. Thì anh em cứ comment kết quả từ hôm nay với ngày mai nữa, vẫn nhận nha, vẫn còn một ạc nữa chưa có người chiến thắng nha. Mỗi người được comment 2 số nha anh em nha. Rồi tôi sẽ vào sâu cái ạc. Rồi hello anh em nha, thì tôi sẽ vào sâu cái ạc. Rồi đến với cái ạc này thì cũng rất là ok nha anh em nhé. Level 100, đặc quyền VIP 7 và KD 1.28. Đây tôi xem đặc quyền còn nạp 8 triệu nữa là lên VIP 8 anh em ạ. Rồi tôi sẽ vào sâu kho đồ cho anh em xem. Thì ạc này cũng rất là ok. Đấy, hạ gục 51.000 kill, KD 1.28 cũng rất là ok. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh thôi. Kho đồ thì ạc đã full 3 vòng nha anh em nhé. AK47 Transformer, M4A1 Transformer, M4A1 Beat, 3Z Bond Beat, 3Z Aura, Thompson Băng để kích đạn cho team B. Team B Thiên Sứ. Team B này thì chỉ được 70 viên thôi. A12 Hellfire, DE Bond Beat, DE Thunder, 3Z Nobel Dragon, USP Bá Tước, A12 Booster, Xếp Tổ Ong Việt Nam, Scar Guardian, EIS Phoenix X3, Kiếm Vàng, Kuli Ultimate Gold X2, Nắm Đấm Titan, Katana Transformer X2, Dao Fury và cái trượng AI. M4 Băng, AWM đổi xu vinh dự và cung bô Zonda nữa nha anh em nhé. Team B mới lại cung bô Zonda đi cùng một set là rất ok. Đã full 3 vòng. AK47 Gold này. M4A1 Ultimate Gold, nói chung là VIP 7 thì súng tím rất nhiều. AWM Gold. JBK cung Hoàng Đạo. M249 Gold, khẩu này khá hiếm, ít người có. Jackhammer Gold. AK74. M4A1 Phoenix này. Chắc kinh bun. Nắm đấm vàng X2. Rồi tôi xem có lựu đạn không thôi. Có 3 quả lựu đạn clan anh em ạ. Một quả lựu đạn defong. Nhân vật thì có full nhân vật 3 vòng quay, squad và set. Đấy, còn 24 đá thức tỉnh Thompson và 22 đá thức tỉnh JBK. Thì anh em nào về mua thêm khẩu Thompson rồi thức tỉnh lên thì ép đạn team B thôi. Nhẫn thì cũng 3 dòng 5 sao ngắm kẻ địch hiện HP, giảm 70% sát thương tiếp đất và cộng thêm 100% EXP cũng rất là ok. Đấy à, còn 320 kim cương và chủ ạc cũng rất là chịu chơi, đã mua sẵn một thẻ đổi tên để cho anh em nào mua ạc về đổi tên luôn. Thẻ đổi tên này hình như cũng gần 500 kim cương anh em ạ. Đấy, anh em nào về thì có thẻ đổi tên luôn. Rất ok. Xem vật phẩm nào. Rồi có 44 cái của thương xét này. Tục đồ bò thì mới được có ba mấy mảnh. Nói chung là cũng chưa cái gì ghép được anh em ạ. Rồi tôi xem nào. Thiên phú này thì rất là đẹp anh em ạ. Gần mắc hết rồi. Tôi nghĩ là BBB chắc mắc rồi. Rồi còn một ô nữa là mắc thôi. Còn tất cả thì nói chung là thiên phú này thì quá đẹp rồi. À, đang ở trong clan Audi hạng 69. Rồi thành tựu thì gần mắc rồi anh em ạ. Thành tựu thì đang level 5. Vòng quà thì chắc là cũng chả quay thêm rồi. Full 3 vòng. Rồi. Nói chung là cũng đã full 3 vòng rồi anh em ạ. Thì cũng chả quay nữa. Đấy tôi vào sâu lại cho anh em xem một lần nữa nhé. Đấy à, thì đã full 3 vòng này. AKM4 3Z Bond Beat, Team B 70 viên, DE Bond Beat, DE Thunder 3Z này. Rồi nói chung cũng rất nhiều cận chiến AI. Có cả cung Bô Zonda nha anh em nhé. Nhân vật thì full 3 vòng quay. Đấy vật phẩm thì nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP. Và cũng rất hên là mua luôn thẻ đổi tên cho anh em về mua ạc phát là đổi tên được luôn. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi nhé. Anh em thấy hay thì để lại một like để ủng hộ mình. Anh em nào mua ạc thì inbox Zalo tôi. Đấy và cái sự kiện cho ạc thì vẫn còn nha anh em nhé. Anh em tìm cái clip mà đăng cho ạc thì anh em comment số vào. Lại kết quả tôi sẽ thông báo tiếp vào ngày mai. Và nói chung là
sắp tới sẽ có rất là nhiều ạc cho anh em nữa. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ mình. Tạm biệt anh em.